vị và các bạn nằm ở con dốc đường 3 tháng 2 thành phố Đà Lạt, An Cà Phê ẩn chứa bao điều thú vị. Đặc biệt hơn cả, nơi đây hội tụ một không gian xanh với rất nhiều chậu rau xanh nhỏ xinh của thành phố Đà Lạt. Đến với An Cà Phê, các bạn sẽ đến với một không gian thật là yên bình, thoát khỏi mọi muộn phiền lo toan của cuộc sống. An Cà Phê là địa chỉ được nhiều bạn trẻ Đà Lạt yêu thích, cả những du khách trong và ngoài nước. Ý tưởng chủ đạo của An Cà Phê là rau. An Cà Phê muốn mang đến cho thực khách một không gian xanh với rất nhiều những loại rau được trồng và chăm sóc theo công nghệ hiện đại, không thuốc trừ sâu. Những cây rau sạch, nhỏ, li ti được trồng ở bất cứ nơi đâu, như trong luống, trong chậu, kệ, trên dọc lối đi, thậm chí là ở ngay trên bàn. Cảm ơn Yến. Đúng rồi, An Cà Phê là một quán cà phê muốn mang lại cái không gian xanh cho khách hàng. Cho nên ở đây mình để rất nhiều rau xanh, các loại rau của Đà Lạt cũng như là một số loại hoa cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn. Nhân tiện Hải Yến tới đây thì mình muốn mời Hải Yến thử trồng một số loại cây của An Cà Phê được không? Dạ được, tất nhiên rồi, Hải Yến rất vui lòng ạ. Ok, xin mời Hải Yến. Dạ. Rồi, đây là loại rau cải của Đà Lạt. Mình trồng thì rất đơn giản, mình chỉ cần lấy một cái rễ cây, nguyên một cây đó mình bỏ vô trong này thôi. Đây, Yến cứ làm một cái lỗ ha, rồi xong Yến bỏ một cái cây vào trong. Cái lỗ như vậy phải không anh? Rồi, lấy một cây này đi, nhấn sâu xuống để đừng đụng rễ cây, nhấc lên. Quý vị và các bạn, khi đến một quán cà phê mà có thể được tự tay trồng cho mình được một chậu rau như thế này thì quả thực là một trải nghiệm rất là tuyệt vời, phải không ạ? Vâng, và anh Quang biết không, Hải Yến cũng đang rất là tò mò, không biết là ẩm thực của An Cà Phê thì sẽ có những món gì để phục vụ du khách ăn? Tại An Cà Phê thì có rất nhiều món khác nhau và rất là đặc biệt. Tất cả mọi thực phẩm ở đây thì đều nhắm đến sản phẩm sạch, hoàn toàn không dùng đồ Trung Quốc. Hải Yến rất là háo hức muốn biết được những cái món ẩm thực mà anh sẽ giới thiệu đó anh. Rồi, xin mời Hải Yến vào trong này. Dạ. Món đầu tiên hôm nay mình muốn giới thiệu đến Yến là cream brulee. Dạ. Món này làm từ kem, sữa, rất là béo, ngon và có một lớp caramel cháy ở phía trên. Đây, để ăn kem brulee, Yến chỉ cần dùng muỗng gõ nhẹ lên trên mặt và có thể thưởng thức rất là tuyệt. Gõ nhẹ hả anh? Đúng rồi, gõ lên trên mặt của bánh. Rồi dễ thưởng thức được không hả anh? Xin mời Yến. Dạ. Yến cảm thấy như thế nào? Wow, quả thực rất là ngon anh Quang à. Bởi vì cái lớp đường ở phía trên thì nó đã được cứng lại và rất là giòn. Khi mà mình đập ra thì ăn cái lớp kem ở bên trong rất là mềm và béo, và đặc biệt là rất là thơm mùi caramel, phải không anh?
Ngoài hai loại bánh của quán An Cà Phê ra thì mình còn có những dòng nước ép rất là đặc biệt. Tất cả nguyên liệu đều được sử dụng nguyên liệu sạch hết. Và ngoài ra thì có công nghệ ép là ép chậm, nó giúp giữ lại được cái lượng vitamin cao gấp 5 lần so với ép thông thường. Chào những khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hiện tại Minh Thư đang có mặt tại con đường Tăng Bạc Hổ, thành phố Đà Lạt. Sáng nay thì không khí khá là lạnh và bây giờ chúng ta có một cốc cà phê nóng thì thật là tuyệt vời phải không quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Minh Thư sẽ cùng quý vị chúng ta trải nghiệm một địa điểm mới với tên gọi thật là độc đáo, đó chính là cà phê muối. Và có lẽ điều đặc biệt của quán cà phê này không chỉ là tên gọi mà đây còn là một đứa con tinh thần của một nghị lực vượt lên trên số phận của một chàng thanh niên trẻ tại thành phố ngàn hoa của chúng ta. Bước chân vào quán, có lẽ cảm giác đầu tiên của không ít người là một không gian tươi trẻ và đầy sức sống được hiện ra trên từng hình ảnh, từng nét chữ trên tường. Sự trẻ trung hiện đại đó còn được thấy trên từng khung cửa sổ, một kệ sách với những cuốn sách về cuộc sống, về nghị lực con người. Và điều đặc biệt nhất đó chính là trong thực đơn của quán có một món đồ uống rất lạ, cà phê muối. Một loại thức uống mang trong đó một câu chuyện vượt lên trên số phận nghiệt ngã để được sống với đam mê của mình. Câu chuyện được viết lên bởi một chàng trai tuy khuyết tật nhưng lại có một tâm hồn trong sáng, thanh cao và một ý chí vươn lên mạnh mẽ. Anh Đặng Đình Quý, cựu sinh viên trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt. Tuổi thơ không may mắn đã không làm cho nghị lực của anh phai nhòa, mà chính những điều đó đã là động lực để anh luôn sống và cống hiến cho cuộc đời. Thực sự khi khởi nghiệp ấy thì rất là nhiều khó khăn và mình có một lời khuyên được cho các bạn trẻ khi bước chân vào khởi nghiệp, đó là cuộc sống bằng tất cả lòng tin, trách nhiệm. Cái thứ hai nữa là nếu khi bắt đầu khởi nghiệp thì hãy đặt ra một câu hỏi cho mình, đó là trước khi bắt đầu vào khởi nghiệp ấy thì hãy hỏi là tại sao cái lĩnh vực này người khác chưa làm. Và khi bắt tay vào khởi nghiệp rồi thì hãy tự nói với mình rằng nếu như việc này mình không làm thì sẽ không có ai làm cả. Khách của cà phê muối rất đa dạng, từ những bạn trẻ, những người trưởng thành hay những vị khách lớn tuổi. Tất cả mọi người đến đây đều có chung một cảm nhận, đó chính là sự khâm phục về chân dung nghị lực của một người trẻ. Em cảm thấy thú vị và rất là ấn tượng đầu tiên khi là các trang trí và không gian ở đây rất là biệt, rất là đẹp. Và đó là điều ấn tượng đầu tiên của em. Em rất là thích nơi đây. Cái không gian của nó rất là yên tĩnh. Em thấy anh Quý là một người rất là giỏi và em rất là khâm phục anh vì anh không chịu đầu hàng số phận mà anh luôn tìm tòi những cái mới để phát triển và đưa đến với giới trẻ, cho chúng em hỏi về sự quyết tâm và không ngừng nỗ lực của anh. Dạ vâng thưa anh có thể chia sẻ cho Minh Trang được biết là cái bắt đầu từ cái ý tưởng nào mà mình lại mở cái quán home cà phê này ạ? Trước kia anh cũng tính mở một quán cà phê rồi, nhưng mà anh cũng nghĩ là mình phải làm một thời gian thì mới có vốn. Nhưng mà sau thì hôm đó anh cũng đi một số quán ấy, anh nghĩ là nhà mình cũng có thể mở được và có lợi thế là cái vườn hoa như thế này nữa, cho nên là anh về anh xin bố mẹ quyết định làm. Cũng phải mất vài tháng khi đó anh phải sắp xếp công việc ở Sài Gòn xong thì về lại đây thì mới bắt đầu làm quán. Và khoảng tháng 6 năm 2013 thì buổi sáng cũng có các món điểm tâm là hủ tiếu và bánh mì xí mại là một món đặc trưng của Đà Lạt. Về các món uống thì có dâu dâu tầm, một loại dâu rất là phổ biến ở Đà Lạt. Về ngoài ra thì còn có các loại kem thì ở quán là toàn là tự làm hết. Dạ vâng thưa anh, như vậy thì đâu là những cái điều đặc biệt trong cái thiết kế của home cà phê ạ? Anh thực ra là nhà
đã có một căn nhà gỗ sẵn rồi, rất là đặc trưng của Đà Lạt. Và mọi người thì hồi xưa, những người lớn tuổi thì người ta cũng đã từng ở những căn nhà gỗ như thế này. Và anh muốn là mang lại một cảm giác cho người ta là như là trở về nhà, như là khoảng thời gian lúc nhỏ người ta vẫn sinh sống cùng bố mẹ, ông bà. Từ đó nên anh muốn giữ lại, và những cái món đồ trong đây toàn là những món đồ của gia đình, để tạo cho người ta một cảm giác rất là ấm cúng như là ở nhà. Dạ vâng, thưa anh, anh có thể dẫn Minh Trang đi một vòng ở quán cà phê mình và giới thiệu những cái điều đặc biệt ở trong quán. Đây là bức tranh thị xã Đà Lạt, một cái bản đồ được vẽ bằng tay, vẽ bởi chính ông ngoại của anh. Cái bức tranh này thì không biết là vẽ từ khi nào anh ạ? Cái bức tranh này vẽ chắc cũng khoảng vào năm 1955. Dạ vâng. Đây là cái máy may của bà ngoại. Bà ngoại đã dùng cái máy may này để may đồ cho tất cả mọi người trong gia đình. Dạ. Đây là bức chân dung của ông cố, người đã xây dựng lên căn nhà này. Dạ. Đây là dàn máy đi thang của bố anh, là rất là thích nghe nhạc nên mình đã sưu tầm về để nghe nhạc. Ở đây thì em thấy rất là nhiều hoa anh. Vì là hoa này trước khi là bố mẹ anh trồng để cắt bông, nhưng mà từ khi bán quán thì bố mình kêu một số để cho anh đi quán tìm cho anh có bông để nhìn. Còn về cái phần phong lan trên này là bố anh sưu tầm để trồng cho sở thích của bố anh từ hồi nhỏ rồi. Là mình dùng cái vườn hoa này để mà mình làm cái không gian cho khách đến đây luôn. Đúng rồi, để ngắm hoa thư giãn. Dạ vâng. Với những nét đẹp đơn sơ, giản dị, vườn hoa rực rỡ, Home Cafe đã trở thành điểm hẹn của biết bao lữ khách phương xa. Đây còn là nơi tuyệt vời với những ai muốn tìm cho mình không gian riêng tư, tách biệt với những náo nhiệt của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn đối với những du khách đến với thành phố Đà Lạt mộng mơ, không thể bỏ qua một địa điểm mà hình ảnh của nó đã gắn liền với Đà Lạt xưa, đó chính là Gà Đà Lạt. Tuy nhiên hôm nay, Thanh Huy muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, những du khách cũng như là người dân địa phương, một điều mới mẻ hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng trải nghiệm cảm giác thưởng thức những ly cà phê trên các toa tàu các bạn nhé. Nhà ga Đà Lạt xây từ thập niên đầu của thế kỷ 20 là ga cổ nhất còn lại ở Việt Nam. Năm 2001, nhà ga được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia. Đây là một công trình kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc nhà Rông Tây Nguyên. Điểm đặc biệt trong thời gian gần đây, khi vào bên trong ga, chúng ta bắt gặp ngay một toa tàu được trang trí khác lạ. Điều đây là một toa tàu để di chuyển hay làm gì? Và thật cái xe lạnh như thế này thì tổ chức mình lên cà thì thấy trong mình chung là mình mắc là xe rất là mát. Nhưng mà có mình chị mà đến đây sẽ giới thiệu cho mình là đến bán cà phê này để cho mình đi cà phê ngoài ấm mát cho mình không khí lạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đến ga Đà Lạt và tham quan nhà ga này. Nó làm cho tôi có cảm giác như trở về thời xa xưa. Và khi về nước, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình đến đây để cùng tham quan. Được biết toa tàu này là do Đông Đức sản xuất từ những năm đầu thế kỷ 20 tại ga Đà Lạt. Hiện đã trở thành nơi thưởng thức cà phê kỳ thú dành cho du khách. Thiết kế bên trong quán với chất liệu gỗ và những vật trang trí cổ xưa khiến cho không gian quán mang đậm chất hoài cổ. Kèm theo đó là những hình ảnh tàu cổ chạy bằng đầu máy răng cưa để leo đèo độc nhất vô nhị Việt Nam, tuyến Tháp Chàm Đà Lạt. Ngồi trong toa tàu, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của một trong những ga tàu lửa đẹp nhất Đông Dương. Thì ngồi trong không gian ấm cúng và lệ trên cổ điện này với những cái hình ảnh và Đà Lạt xưa và những đoàn tàu đó, nó gợi cho mình rất là nhiều ký ức và những kỷ niệm về mảnh đất ở đây.
về con người ở đây và có một người xưa cũ ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, được nhâm nhi một ly cà phê, tận hưởng không khí mát mẻ của thành phố Đà Lạt trong một không gian cổ điển của những con tàu như thế này, làm cho chúng ta có cảm giác như đang quay về với những nét cổ xưa của một thành phố đang trên đà phát triển như hiện nay. Nhưng bây giờ chúng ta phải trở lại trường quay của Bình Minh Cao Nguyên rồi. Cà phê Đà Lạt phát triển mau chóng, không lẫn lộn với bất kỳ mô hình cà phê ở thành phố nào. Lý do có thể dễ hiểu là trước hoặc sau khi rong chơi ở những địa điểm du lịch, ở trong lòng thành phố, ngồi cà phê để cảm nhận cái se lạnh của Đà Lạt cũng là một niềm vui bình dị. Nhắc đến cà phê Đà Lạt, có lẽ con phố cà phê ở đường Lê Đại Hành cũng không còn quá xa lạ với du khách bốn phương. Phố cà phê Lê Đại Hành đã khiến không ít người say đắm. Say không chỉ vì hương vị cà phê mà còn say vì cả cái không gian nồng nàn quyến rũ của con phố này. Từ những quán cà phê ở phố cà phê Lê Đại Hành, du khách có thể thỏa thích nhìn ngắm phố xá cao nguyên, ngắm nhịp sống thanh bình, yên ả nơi thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Tôi uống cà phê ở đây thì cảm thấy rất là thư thái nè. Cà phê ở đây cũng ngon. Tôi là giờ sống ở đây, nên là ông xã với tôi cũng hay lên đây uống cà phê để ngắm cảnh đường phố ở đây. Thì cái dốc này là dốc cà phê, nét đặc trưng riêng của Đà Lạt. Con dốc cà phê Lê Đại Hành từ khi hình thành đã được nhiều người nhắc đến với tên gọi phố cà phê Đà Lạt, bởi trên con đường dốc khoảng 100m là rất nhiều những quán cà phê nằm san sát nhau và đều có những âm thanh nhẹ nhàng trầm lắng, đôi khi là những bản tình ca Đà Lạt, những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vân vân. Và lúc chiều tà, từ đây du khách có thể nhìn ngắm hoàng hôn bao phủ không gian Đà Lạt đẹp tuyệt vời. Phố cà phê Lê Đại Hành luôn hấp dẫn nhiều du khách. Giữa không khí se lạnh của Đà Lạt, tự thưởng cho mình tách cà phê nóng, quả thật là cảm giác vô cùng thú vị. Đêm Đà Lạt, ngồi một mình nhâm nhi cà phê hay cùng bạn bè tán gẫu chuyện phố xá ở con phố cà phê Lê Đại Hành cũng mang đến bao điều thú vị. Phố cà phê Đà Lạt, nơi để dỗ dành và ôm ấp những trái tim khỏi bộn bề lo toan.